trong đầm gì đẹp bằng sen. Đó, Deva đã đặt riêng với nhà sản xuất chiếc đu bông này là cho thêm một cái bông sen vào trong giữa cái bật lửa này anh em nhé. Một cái họa tiết bông sen vào trong giữa cái bật lửa này này. Đó, chỉ có riêng bên Deva có thôi anh em nhé. Đó, một lớp, một cái đu bông mà có một cái lớp sơn mài màu sữa dừa và có những cái họa tiết hoa văn nhìn rất là sang trọng. Đáng nhẽ là chiếc đu bông này thì chỉ có những cái họa tiết hoa văn viền này thôi, không có cái họa tiết hoa văn hình bông sen này đâu anh em nhé. Deva đã đặt riêng với nhà sản xuất đu bông để làm thêm cái viền này anh em nhé. Đó, nhìn rất là đẹp này, màu trắng sữa nhìn rất là quý phái luôn. À, về phần mộc đáy thì cũng được khắc sâu dòng chữ S từ đu bông Paris và một lẫy chỉnh to nhỏ, một lẫy bơm ga như những chiếc bần nửa kia. Nhà đặc biệt là nó có thêm cái bông sen này là do Deva đặt riêng với nhà sản xuất anh em nhé. Ngoài ra chiếc đu bông này còn được mạ vàng 24K toàn thân, những cái chỗ mà lớp hợp kim anh em nhé thì được mạ vàng hết. Đó, về phần bên trong thì cũng được mạ vàng luôn này. Đó, nửa nên rất là nhạy. Xuất mài thì tiếng nó không được hay lắm anh em nhé, tiếng nó thuộc hệ trung bình thôi, nhưng mà như thế này cũng là được rồi. Nửa rất nhạy, gió này, ngoài này gió đấy, anh em thấy gió không ạ? Deva, thắp sáng cuộc sống của bạn.